chẳng miền này school chỉ mới năng Angular dương đấy mẹ ở miền này xong tôi anh mới nhông tầm năm tỷ mỗi ok low skill bè hãy cho miền này nè cặp bông năm tỷ bay hay này nè năm tỷ bốn hay này nè slope school Angular năm tỷ hay miền này năm tỷ bè hay miền này slope school Angular ai bị mồi chúng ní slide nhóm make bia hay slide ní cứ JavaScript nâng cứ chỉ client side đại vì open source hay vì bắt đầu lang nói Google hay vì chấp đam đặt ở dương phở nâng nơi chân nam ban trên ở dân phía tam miền Angola miền ấy nữa nơi chân nam people buồn nhé hay vì chỉ framework mới để việc bắt cá trong cồn non nằm bay ao web application được gọi website dân để dân build chỉ mới nâng client nâng client side nâng vì vì lươn chuyên môn anh chẳng á nữa bạn chẳng Angola nâng cứ vì chỉ client side đấy vì mình main chỉ network chỉ mới nâng database dân score database thọp lư chúa tại ắt thọp nâng thang mà tạm bè nâng kia thử bản chân kia dân thử từ research và time tiết tại tôn mùi back end này nâng front end hai đấy dân phụ Angular này chia front end vì mình bèn chia back end này hay bà dân này dây ở clay back end miền này thả chỉ nẹ thua ca chỉ mỗi nâng tình đấy chỉ nẹ thua ca chỉ mỗi nâng database hay chấm này ai client rồi gọi dân hai thằng front end nó cứ vì chỉ away đại user anh mơ khơi như anh chẳng nữa được chỉ dân khơi website dân đại cho website chứ website nó chỉ vậy đại user còn anh mơ khơi client còn anh mơ khơi như anh chẳng còn dân anh hai thằng vì chỉ front end nên bây giờ chạy rồi rồi sửa snap tiếng ọt nè thôi đấy bạn bạn hay mùi bên tiết dân thở đơn tha Angular ní cứ vì bạn biên lang chỉ mỗi nâng technology rồi bọc Google đây Google bạn prai chỉ mỗi nâng TypeScript TypeScript ní chỉ rồi bọc Microsoft vì mình mến chỉ rồi bọc Google đi tại Google bạn mình đang thay Google chơi rồi Google tên license dân mấy tế bạn dục Angular ní một vừa chỉ framework đồng bày build chỉ mỗi năng Angular framework này hay TypeScript này cứ chỉ superset rồi bao JavaScript để may be nó bị down bị này bao viên nó cứ chỉ JavaScript vì mình main chỉ TypeScript ấy vì chỉ superset rồi bao JavaScript mình này thả may bao viên cứ JavaScript chẳng chấm phu nét đại cột miền background chỉ mỗi năng JavaScript chúng quạt nâng dây sưu dồn chứ mỗi nâng TypeScript để xa tại Angular bởi dưỡng vì miền vì prai chứ mỗi nâng technology rồi bỏ TypeScript hay TypeScript này chứ rồi bỏ Microsoft để TypeScript này ai build ban tiền Windows application tiền desktop application hay tiền mobile application nó này nè nó ní hay xung bày tại website có vì ai build ban này chứ vì lôi ấy TypeScript cái lỗi TypeScript chỉ robot Microsoft mẹ trên còn là chỉ background để của chỉ history để nhóm chọn bài hai tích tuổi được không nắng mẹ chứ anh ấy cứ chỉ pattern robot vía mình là chỉ anh dạy tha anh nói chỉ pattern robot vía mình là tha được không thiệt robot vía nó cứ bộ Angular nó cứ chỉ bộ MVC architecture đây vì pra concept chỉ mới nâng UI bảo viết cứ component hay vì mình component vì mình view vì mình model vì mình controller vì mình bay nâng model là cái gì nè whole nơi logic chỉ nè thơ ca chỉ mới nâng database field database extension hay controller chỉ nè tiên tên ở đây trên pi model cho long cắt controller tiên trên pi controller tới thơ ca chỉ mới nâng model bè à dân mơ ví dụ ní trong Obama tha bây giờ dân cho website dân cho ai mồi chấn vì mình
thưa ca request tới căn controller, controller chấp bàn dương tờ xe ấy bê để cho ưu tiêu hoa thay dương cho login chẳng viên năng request mà căn controller chỉ nè check condition hay bê để condition ni check check tới tư tình á cứ tư cho môi năng database bê để run mà căn model model tư thưa ca compare khả tới cái tiên tên là đây trên pi API rồi tiên trên pi database năng máu hay dùng một tiếng toát mà bình chẳng vì vô nó không nắng cứ bay ra cái tay chờ nắng cứ âm vi gì đôi chỉ là đồ bè lấy có cái hai thà âm vi gì đây mình này thà model view hay nắng controller chẳng nè là cái toàn cái lại nắng ấy rồi có dòng máy đáy dòng ai tới sân đó cái lô khi dân ở toàn score âm vi gì nắng nói ra nhưng lưu thật kia dân mà dân muốn lưu thật tầm trăm tỷ pi thì mua gì không bạn chắc anh ấy kêu chi history đồ bọc Angular mình nên tham chi bảo vật đồ bọc Angular cứ bị đam bị nhây bảo vía cứ vì miền Angular JS khi hạ thằng Angular JS đây Angular JS cứ chi phía xa môi để nhôm thua bàn tờ xe môn kế nếp để nhôm chập đam từ tranh tờ thơ cá cứ nhôm bàn thua chỉ môi năng Angular JS Angular JS vi ban upgrade từ căn Angular 2, Angular 3, Angular 4, Angular 5, Angular 6. Hốt đó là nâng cứ bạch bọn nâng vi chênh đó Angular đọc mà thật hai. Bè, chứng version bởi vì mình đọc version nâng. Hay version đại dương đừng lực dùng một pra cứ version bầm pal. Tỏa này nè đọc nhé, nhạc nghe ban set up hai nữa. Nhưng set up hai. Bè. Sẽ đáp hai này. Để. Mình mất thương shortcut. Và chẳng nhung à, TypeScript này nhung dễ hai ấy mình. Vì cứ chỉ programming open source môi đại ban bạc ca thay nâng maintenance đòi Chrome hôn Microsoft nè. Ok. Toán ấy chẳng hay anh ấy có nhóm bạn vậy hay TypeScript nó cái superset rồi bao trong JavaScript đó nè mẹ hay anh ấy person bạn nè tao khi trong thực ca donate một can dương cứ dương ní nhớ anh ai donate ní bán hay bà mình donate tới cô mình pay hai đây nên còn thao person chỉ nè tao khi ai donate một can dương của bạn đấy mẹ ok admin ở giờ chỉ cắt cá tu sát đấy mà của ấy bé mà toàn miền ở đây đấy bé ở đây đấy ba ban đó miền ấy tam na có ban đây còn là tha bật tam ABA nhưng mà xuống để xa tại vậy thoáng tới cứ bị chán khi dân đùn nết quạt donate mau chẳng ni chẳng nào bây giờ mình ABA xuôi nhưng mà nơi tới đỏ chẳng đấy bạn ok chẳng mỗi bên tiết đo lường set up bây giờ bạn lường set up bây giờ nhà này tôi miền node chế nó lơ computer bọn này đó kia hay nhôm chỉ tôi tới nhôm phở mac tại rồi sao tại nhôm trong phở hai nhà đó kia chẳng nhôm kết hai nhà đó kia cái sập phía rồi ấy đại cái phong tại phở window thử ấy. ខ្ញុំប្រើ Mac ប្រើ Mac មួយណាខ្ញុំ Windows ហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំសន្មត់ថា 90% គឺមានគ្នាយើងកំពុងតែប្រើ được lên thời dương build chỉ môi nâng mobile application ấy để dương thời ca make thời ca window và xin chỉ dương save web Angular ní window cái ai chỉ save ban này mẹ toàn đấy chương version bao vía version đại current version mới này tha version bắt giờ bón nó cứ version đập bốn cho chụp pull hay nào khi ai download vô đập pi cho đập bấm bấy bên tay cho mình recommend này anh ấy hàng website bỏ Node.js cái recommend version nâng tay cho mình recommend ai nào khi phở version nâng này nè anh nghĩ thời châu mà can xiêm đi bọn này đọc nghĩa nè anh nghĩ nâng mơ nâng không ní nè anh nghĩ thử thử mấy đồng bay đằng node version bọn này đọc nghĩa xong này đọc nghĩa vậy bị thành node n o d e dash ní hyphen p đó version
nè anh ấy nâng khơi miên version bảo viết vi đọc cho đồng bấy cho xôn có này nè mày chân nè tao kia mình trở download vô version đọc pi cho đọc bằng bấy thế pi pro dương nâng pra angular cứ angular bằng pal dương ọt pra angular đọc bấy bộ angular bằng pal đi cứ chỉ angular đã release để dương nâng pra anh ấy cứ vì smooth vì lo chiến hay vì support mẹ. Chúng bớt sân chỉ nè tới trong download à version đôi bọc nhôm nè vì mình tính nick trong ca download bây giờ dương châu tầm ơn không nói về admin nè nè như vậy node das v ok khởi đọc cho đầm bầy chứng nè tới khởi nhận không ít đọc cho đầm bầy chứng nè tới thử thử mấy tầm bầy ban version chắc năng mau bình cứ nè tới thử châu tới can Google nè Google miền ấy miền băng hai châu mà can Google nè như vậy biết thân node js version đây nè tới chọn bán version đọc man mình đọc cho đọc bấy cho xôn nè nghe đừng khơi nhỉ LTS ni xôn download vô oh sorry stable ni của bạn ấy mẹ chứ nè nghe cho màu nì khơi node chứ ấy thì version dương man mà make sure bao dương dân có mọi khó khó của bạn ấy mẹ node that's free đọc cho đọc bấy cho xôn nè nế bè chân nè này khởi bà xin dân nè đang cầm bông đẹp phở nơi Windows xôn download vô Windows học sập 4 bit để miễn extension .msi to nế hay nhóm bạn nhà từ căn group 2 ấy nhóm kết thà nè đọc nếp hay dân miễn cục nế to nế chân bà hai bà nhỉ cái nhé này anh download vô từ install bán mỗi bên tiệt cái này nè tao kia download Node.js hay nè anh đang thay Node.js chia ấy vì cứ chia module vì cứ chia library mà dân dễ ông nghe vô đấy robot angular đó bây giờ bật cao project bàn mình đôi chia vậy để nè tao kia thlop hiến đi nè anh đã score HTML lấy nè tao kia score PHP ấy score lấy score nè nó đi score nè đi score mình chăng ấy à lấy chung một tiểu hổ chung nâng bậc cao folder muối nâng lên desktop chung hai vi thá angular online training chứ nó không đi chung nâng bậc cao folder mỗi chung mua tha ai kì first app sorry dừng 300 bậc cao folder thế nó không đi môn nâng nẹ tỏ nìa mau thua ca bằng cao project angular bán cứ nẹ tỏ nít thử tờ xe cầm bắn lại nhẹ thật xoay chế ủi tổ hoa thằng nẹ trong bậc cao project nẹ tăng nghe thử xe ân chí nú angular rồi còn nẹ tăng nghe xe tha first app anh chị nhú chị xin tạ rồi bỏ viết nơi không cao bạc cao project mấy hay first app cứ chỉ mua đáy dưỡng trong đã ói project bao giờ chứng viên nâng bằng cao project muối mua thả first app tỏ nấy chẳng một đáy mô đường dưỡng bạc cao vay của má nâng ba là lấy nâng bây giờ thì không cần nạn để nẹ tỏ khi mình toàn man install là nâng thế khi mình ai vay của má nâng ba này bây giờ thì nạn hay vay của má nâng viên nâng chênh tha not organized vậy vì ở miền này chẳng bởi sân bản này tớ ốc này gồm bông tay trong install và viết cứ dân ai cho tớ can Angular CLI vậy tớ bản năng màu nó cần Google viên khơi Angular CLI miền tớ bản năng thế vậy để dân thử phở này cứ thử install npm install dash g at Angular slash CLI install ta đang mùi máu bông tay thử remember tha version rồi bỏ dân cứ version bấm bấm tỏ này version này khi mà mình riêng nè tao anh cứ chỉ version bấm pal chẳng person ba bờ nè tao anh trong ban version bấm pal complete cd mà chẳng nè na toàn install miền nè na toàn install nhóm tâm là luôn nó che hay thử đang chơi gì không chẳng nơi cái nông ní
Tốt đây nè tăng đi bật chạy tha S Purple S Purple mình đây thả nè tăng đi bật chạy version tha nè tăng ọc nế trong đầm lăng Angular CLI đài miên version Purple. Bạn này version Purple vì mình version Purple chốt xôn rưu có version đăng tăng Purple mong ạ. Vì mình Purple chốt mùi chốt bay chốt xôn vì mình Purple chốt mùi vì mình Purple chốt pi chân nè thì mình chăm bạch qua khỏi chờ nế còn đã tha Purple.x đã chẳng toàn đấy chẳng nè thì để auto install install năng màu quay command năng màu nhẹ quay command đôi bên nhôm năng máu đừng bay dướng thứ cá ta lá ngã angular năng đừng bay quay à command bật cao bật chết đi bàn toàn đấy ta auto install năng admin ấy bật cao bật chết vậy ok chẳng bè chẳng đời xa tại nhóm mơ sân phải gì nhóm install hai bởi sân dân nhạc nghe install Angular hai nhạc nghe quay anh chí anh chí ở score tiết anh chí đã ra version phải dịch nhóm mắt toán miễn Node.js ok cho miễn hai tại hạt ấy bằng nhóm quay Angular score cd anh chí nu ok chân nhóm mà toàn miền Angular là lại tế chân nhóm ai install nhẹ đó đi mơ bán ní chúng ai bà quay xìm đi hay nhóm vô run chỉ môi nâng nhóm right click hay nhóm quay vô window power set ní anh đi scroll chỉ môi nâng command line nốt chân nhóm pass code ní cho tới chạm tích sorry chương này mình chạy version ở phía phần pull choice chương viên đang install bè cứ dương phở version pull version gì nè đó nè nè để install version 2 ấy install là version 2 ấy còn mình chỉ thuê đấy còn là tha nè tóc nia nâng p đại dương run và chết máu vì nâng miên ai diện khóc lại bị nhôm tích mình đây còn là tha ở miên ai khóc nia cho anh đi tại bản thân chỉ chọn đôi nhóm thử install anh là làm pull đó đấy chứ chứ việc của vấn đề install ờ admin nhôm node nó đuôi hai để chơi cái tiền này. P này nè, đó cho node dash v miền này thằng nè đó kia cái bông tờ chạy bơ dần bằng node. Đoán đấy. Đoán đấy chứ. Ok, miền này thằng nè đó kia cái bông tờ chạy bơ dần robot robot node. Hay P này nè đó kia trong chạy anh là CLI. Vậy thả anh chi bạch vay bị bệnh đấy anh chi đã suy rồi có anh chi đã vỡ version bên đây để xa tay dưỡng atom install Angular CLI success chứng dưỡng atom vay cầm anh đó trên đây bây giờ bật cái bật chết đi nhôm phèm mình chứ u tờ ho thật nhôm nick nhôm cho tập part vào phía nhôm vay bị CMD từ ba CMD nhôm đài nhôm cho nên lơ part folder đó hay khi ông chơi như vậy anh chỉ nú Angular như vậy first app bên trang tới chứ biết not organize at score command đừng tí để sao ấy dễ sao at dễ at toàn install ấy vậy clear score ok at score lên được này bè chẳng chăm tí tới ở bên install ở score dần install đa chi nè này đang đa chi này mà vậy mình đây tha chỉ tu tới bớt xin gì dương mình install đa chi của bạn này bạn đang còn tha bây giờ đa chi vẫn mình đây ta globally mình đang global mình đây ta được trong drive đi của dương bậc cao project angular ban được trong drive đi của dương bậc cao project ban nơi ta nát của dương ai bậc cao project angular đang ban này toàn đấy chứ toàn này nè toàn đi ok
Anh chẳng dừng gặp bông đèn store là nấy vì anh du thích nhôm. Chạm tích vì bà hai chị mình du chuyên phía em tí thế nữa. Ní chật bên nhé. Chị tui tới nè install màn này tí bên nhé nữa. Nè install hỏi. Chẳng khơi nhé. Chôm ban Angular muối CLI version phẩm phẩm chút bấy chút đọc. Đó đấy chẳng. Chẳng chung chung mơ version Angular bọc chung. Chú bấy bị tha anh chí. Anh chí Das Vì anh chí Das Das version. Chẳng nè anh đang tha. Anh chí bánh hà. Anh chí bán chú bánh hà. Bánh hà là dương thử. Thử đọc thì ấy bật sẵn. Dương ban install hai chú bánh hà. Chị đã đã vừa sẵn. Rồi gồm mọi bây giờ to restart ID. Nhưng xa sẵn. Ok. Chẳng biết score lấy. Mình chỉ bánh hà ấy thế. Bởi sẵn gì vì mình bánh hà. Mình nhung thử phút cho anh đọc mơ. Mình đây để sao tại dương install tới mình bánh hà ấy. Vì rồi lút. Chẳng nè thì vậy anh chị đã đã vừa sẵn nè. Nó nên khơi mình Angular CLI hay Angular version. Nước lại ní. Nhi. Lời kê ní. Hay nốt chế nó bỏ nè đọc ní. Version bỏ mát. Hay OS bọn này đọc nên nó xoay kê. Hay ní chì package TypeScript chì ấy bởi vì schema. Schematic ấy bởi vì xanh xanh. Chứ mình này tha Angular bằng phần lắng. Cứ thở cá á. À xa mắt thiết bởi vì bằng này. TypeScript bây chốt P chốt bù này chẳng tới. Đồng bây mà support chì mùi nắng Angular bằng phần bây giờ. Tại này em bạch ngon lại cho ra đấy. Lấy nhóm tập 2 nhạc đọc ní. Là biết bởi cao bởi chạy tạm đó. Mấy nhà tao đi ban install successfully rồi ấy. Bán bán. Mình mà ơi, mình dương cho bị anh kia khá rồi bạn install apply mà. Nhưng mà còn. Chẳng anh là. Còn đấy, giờ chăm lưu cho Ad. Ad đi gì? Ad bấm bấm chốt ích. Mình có dân sâu comment room hai dương mạng kia nè. Bè. Chẳng hạn. Bè. Bạn bán dương bán thương ở dashboard này. Bán không bè? Anh ấy cái dashboard đồng nghiệp đó là mùi cơ mạng. Anh gần là anh ấy cứ chìa client side. Mình này thay dương ai chung mà quay được chung ní nắng cứ ở dương anh chẳng biết là thử bọn thử mơ video là anh Vinh chẳng phụ bà bạn dây là anh Vinh nơi không à video bà ok bà 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 chẳng lấy chung to tiết là bây dương bà cao project hay mình chỉ bà nhà đấy. Đại quạt ọt bàn mà ọt toán rồi gọi quạt áp sân. Nó có nông ca cho hôm. Nói ai từ mơ video làm với nhau nông upload vì từ kênh YouTube hay nông Facebook. Nói ai cho từ mơ. Bạn chẳng cứ đâm bay bằng cái project. Nói nông Angular bán cứ nhẹ tỏa khní ai dặn mấy. Vì thi xác mình chẳng. Cứ nhẹ ai bằng cái folder. Hay đâm bay ở nhà tao kia đang tha ta càng nhiều bọn này thì tục nó không folder nè và tôi mà tiếp này anh navigate cho không folder nâng tay mà đó navigate bạc folder cho tôi căn phục không project folder nè tự không folder nè sorry trên này anh ai chốt nó lên nè chốt ở vị trên active chẳng máu hay vậy bị thà cmd chứng viên đừng load tiang comment prom nè để nè anh hai thằng comment prom nè chứ nè anh ai chẳng mấy về nhà tao đi ai cho xe bị tha anh như từ xa từ xem cái này bad bad at tổ yeah từ start server server và viết cứ node js vì mình server to luôn vì hai dừng và chạm mạch install đôi chỉ apache rồi cái dừng install xama observe và dừng bài chơi. Anh ấy bị mình server bỏ vía luôn vía ấy vía nâng chè. Bà cao ở dưới. Tính tiết dân nâng ban khớ.
chúng đầm bay bậc cao project bán bè mà đầm bay bậc cao project bán cứ dương vay pita anh chí nú anh chí nú ní cứ không có bầm non tại môi cốt cứ dương para sản phẩm bằng cao project bản tay nước không cao bằng cao project rồi bỏ dương dương từ đại khát đó chmu ấy project dương ta project bỏ dương chmu ấy chung ưu thì họ tha chung đã tha mãi áp anh project bao nhiêu tao nghĩ nó không anh là zoom compra underscore angular ở trong ngoài này tạo nghiệp ra underscore xong pra hyphen nè nhà nè đỏ ấy toàn đấy cùng pra underscore rồi có cùng pra lệch đầm bay đã chung môi bởi chất nè toàn đấy bởi xin như thế này tạo nghiệp ưu tạo nghiệp miễn bì mặt bà first bà ưu tạo nghiệp trong đã tha first app bà chẳng bởi miễn bì mặt tiết cùng đỏ clear hay cùng time underscore tại bà bị đỏ chạy bình toàn đấy chẳng chung chơi Enter chứng viên đang thua ca tự download project là bao nhiêu bản tay muốn đang download project nhà đấy người ta would you like to add Angular thing chứng nhà đấy mình chăm bài chung ngon cho anh ấy bây giờ mình đã đọc nia thay nước nông Angular nắng nhà đấy còn đây you bị thả why mình đây thả ok trong dọc thì p style style sheet này mình đây thả chỉ cái lái để nét đọc nia ưu tiên hoa bản thân chỉ nét đọc thuộc score web design đối chỉ HTML CSS JavaScript ấy bè HTML CSS này cứ CSS sử dụng ấy kì sử dụng apply style to our layout bởi dương này apply style to our HTML bởi dương này mình chứ bè chứ nét thì vì miền tràn chùm rỡ ở dương chữ nét đầy chế ấy vô năng máu bởi chùm buộc chung chung kết thai nét đọc có chỉ score CSS hay chúng có trong bài hai nhà đó đi tạm là dạng CSS đấy chứ dùng vô CSS nhưng cho yên thôi mẹ chứ vô CSS chứ dùng thử chăm ơi project bởi dương download đặt khác thử từ miền internet nhà đó khi mình ai bằng cao project Angular đòi ở miền internet đi mẹ đặt khác thử miền internet đầm bay ơi nốt chạy mẹ bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ ớt tế cứ ớt miên tế cứ dương thấy bà biết download ô tô nó phải để dương vay command mình nhé command để nhóm bà hai mình nhé vậy tới bia download bà bây giờ download em nâng CMA khoảng ạ em nâng vì mình tùm hôm dì tu tới bà hai chỉ bay rồi tự buôn rồi mê toàn ấy bà hay app nâng bờ dương vậy tới bây mình thông và mà đấy hay ở vậy để thông trên kia nó cứ node module vì cứ chỉ mình đây thay chỉ dependency đi rồi cái dương ai hay thay chỉ library bảo vì á mình đây thay Angular nó cứ chỉ framework mà framework mình đây thay chẳng mình đây thay vì cái bản vô JavaScript nâng hay rồi gọi TypeScript nâng cái bản build chỉ function, build chỉ class, build chỉ AI dương tràn là bây giờ dương nghe xuống chứng minh đây thang cái bàn bạc cả library, cái bàn bạc cả class ấy trở nó dương chứng vì thở cả class, vì thở cả library ấy nó máu tràn nè, đổi bình chẳng tới bạn vì trở nó đã bàn gì vì thông rồi sao, ở nâng chẳng hạn đấy và tay bà xin chị bà dương vì dương ngọt ban phở có vì download màu này tụi bây giờ dương ngọt phở có vì download màu này bà bùi thai dương chọn phở bà bà chế khô ri chẳng đôi chế khô ri chẳng bà bê châu nông e so bắn khơi e khá ta tích mê là hai sai sử mê ớt tế nhạc ấy nâng score là bê đại dương bà chọc khó nâng trong nâng bà hai nhà đọc ni được biếp nâng trong ca biên viết hay upload viết cho tất cả hosting free mối nhà nghĩa nâng khơi app để bán biên hai cứ miên đồng hôm tui tế bà hai chị đọc mê ấy cứ ỏi được Android chắc bê đại nhà đọc ni còn phong tài development cứ vì miên đồng hôm rộp chi là nó chi mà chi chiêng mà thế sử mất tập phó lên nè tổng ốc nha bạn biên trên chỉ là tập hóa hai chị đọc mấy còn phải mấy ở hỏi những đôi kia này sao tại vì chỉ framework chẳng vì thật ca mê bảo vì dependency bảo vì chờn tích số bài là Laravel cái chân này bởi xanh gì nè tăng đi score Laravel
Laravel មាន folder មួយ ឈ្មោះ ថា vendor ហើយ នៅ ក្នុង vendor ហ្នឹង គឺ store class store function ឯ នៅ ក្នុង ហ្នឹង ច្រើន មែនតើ វា ដូច គ្នា ជាមួយ នឹង angular យើង ដែរ វា ស្តៀង Laravel របស់ PHP បាទ Laravel ជា របស់ PHP វា ជា server side ប៉ុន្តែ គាត់ ទៅ ថា architecture របស់ វា គឺ MVC ដូច angular របស់ យើង ដែរ បាទ គាត់ ទៅ ថា angular របស់ យើង ជា front end bà chẳng vì chết bên nhé vì du từ từ bông tí tí mà lại vì chết bên nhé vì bộ cái con thắng bà vì đi em đi bà vì miền đôi chỉ knock js vì miền đôi chỉ view js vì miền đôi chỉ node js next js mà vì sao tại chỉ framework tại phía chân cứ client và những cái tràn framework tràn vì đôi chỉ server server size và sử miễn phù vì và bạn chẳng ok chẳng là lời dương ban bằng ca project sắc sẽ hay hay dương đừng chọn đăng thà ta được biết nước nông ca start up project bây giờ dương thời gian mạnh chỉ tu tới em biết anh tôi biết thấy cho ở anh ấy như chưa có thấy như thế thì hai khó thì là bởi biết là sọc máy nó thử mấy Python ជា server side script Python ជា server side បាទជាទូទៅនៅខ្មែរយើងក៏មានប្រើដែរគឺនៅខ្មែរយើងក៏មានប្រើដែរបាទបើរឿង popular មិន popular ខ្ញុំអត់សូវដឹងទេតែនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏មានក្រុមហ៊ុនគេប្រើដែរ Python បាទតោះនេះបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាដើម្បីយើង start project បានដើម្បីយើង run project យើងបានវាមិនដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាហ៊ាន HTML អ្នកទាំងអស់គ្នា copy path ហើយអ្នកទាំងគ្នាឡើងទៅលើ browser ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាផេះ path ហ្នឹងមកដើរទេអត់ទេមិនអញ្ចឹងទេអត់ទេឥឡូវយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេដើម្បី start project ដើម្បីបង្កើត project ដើម្បី run project អ្នកទាំងគ្នាដាច់ខាត្រូវទៅ say command មែន say command ពាក្យថា ng s dash o ដែលពាក្យពេញមកវាគឺ ng serve dash dash open ប៉ុន្តែវានឹង error វាថា command required run in angular project but a project នឹង definition called could not be found មានន័យថា serve command នឹងគឺតម្រូវឲ្យអ្នកឯង run នៅក្នុង angular project ប៉ុន្តែ project ដែលអ្នកយើងកំពុងតែ run នឹងគឺវាមិនមែនជា angular project ទេបាទតោះនេះវាយ៉ាងម៉េចដោយសារតែយើងបានបង្កើត folder មួយឈ្មោះថា angular online training ហើយយើងបានបង្កើត angular project មួយឈ្មោះថា first app អញ្ចឹងដល់ពេលដែលវាបង្កើត project successfully នេះវានឹងបាន folder មួយទៀតហើយយើងនឹងមើល path របស់យើងឯង path របស់យើងទៅតែឈរនៅលើ angular online training ឯងមិនអញ្ចឹងឯងបាទអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងគ្នាវាយពាក្យថា cd ហើយចូលទៅក្នុង first app cd មានន័យថា change directory change directory change ទៅណា change ទៅ first app ដែលជា folder របស់ project យើង enter បាទយើងនឹងវាយឃើញអ្នកនេះអាចប្រើ ls អូនៅក្នុង window វាស្គាល់ sorry យើងមិនបាច់ប្រើអញ្ចឹងក៏បានដែរយើងប្រើ ng serve dash open អ្នកនេះនឹងឃើញវាចាប់ដើម run project របស់យើងវានឹងដើរវានឹង compile project របស់យើងវាកំពុងកំពាល់លីងវាកំពុងតែចេញពី0ទៅវានឹង run module របស់យើងហើយតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញ module ស្អីស្អីស្អីស្អីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាអំពី folder របស់វាណែបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចឃើញបាននៅក្នុងនេះវានឹងមានចេញ logo angular មកហើយអញ្ចឹងហើយមានកន្លែងនេះគេថា here some link to help you start មានន័យថាយើងអាចជាមានជា documentation ជា angular blog ជាអីនៅក្នុងហ្នឹងដែលយើងអាចចូលទៅ read បើសិនជាយើង click ទៅវាមាន angular documentation បាទនេះគេបង្ហាញយើងពីរបៀបក្នុងការ set up បាទបន្តែខ្ញុំមិនបាច់ចូលមកកាន់ document ទេដោយសារតែខ្ញុំចាំវាហើយខ្ញុំមិនសល់វាចាំហើយខ្ញុំមិនបាច់ចាំបាច់ install អីទៀតទេមិនបាច់ចាំមើល document អីទៀតទេខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងទាញអា project folder ហ្នឹងដាក់ចូលក្នុង VS Code តែម្ដងអ្នកនេះនឹងមើល project structure បន្តិចអ្នកនេះនឹងឃើញ project structure
node module này này cũng add qual thà vì chỉ ấy phần tay ở bay đây nè tao này bè chăm khi ông bà hái bà thì tiết dân khơi lời thì dân khơi cái lái này dân tự thức cá cứ nước nông SOC hay ní cái chuyện đất đá bon của bông tài xua cho mấy thái ớt khơi file in đất bè anh đi hái cứ chỉ file in đất bè cái đó ấy chỉ mà thôi mà nè để xa tại vì chỉ client chứng index nó cứ miết tập năng ảnh bè bè chứng nhà thấy anh mơ khơi tha ta nó không index bởi vì nó vi chân logo angle welcome for app hay vì mean here something to help you start vì mean the chỉ tool of hero vì mean CLI document angle block này mau vì nè bây giờ nó không ít thì bảo liền miền phong miền đông ba chứng nước nông ní dương nước châu từ mới app hãy châu mặc cán app component dot ít mà cái lái ní tớ chia cái lái đại kế to so c cli documentation angular block tool hero and ní something to help you some link to help you start cái này cái lái này to này admin này hệ từ tiêu hóa viên thời về responsive thôi mà vậy bỏ admin thời viên bút sáng không được gì responsive mọi việc đẹp thế mà ở đây angular mình quality cái design cứ chỉ riêng robot dương design design tam robot biết đại diện lọp design hoạt động đấy ยอมบ่แซ่บ cái hai nó không angular cái hai tha selector bà score selector bà chứng phải gì angular phải gì ní dương đừng đắt mới tới rồi xa ta vì bàn ta sai sầm tí vì thật đắt bà chứng phải gì lấy vì mau một part happy đã hết chứng bên sinh diện đắt dương sầm hẹ sẵn đó ok bà chứng nhưng mà nó không ní vì miền cái hai ta selector dân khơi nó không app miền folder mỗi chúng ta app component khơi miền cái đã selector app root đấy chứng cái call app root nó chôn mà nó không cái call how app root nó đôi call how selector rồi bỏ html chẳng okay. Cái call how viết đôi chia selector rồi bỏ html chẳng chúng bây để call hai màu cái này bây giờ thì kim chọn lốp vía cho được ngó thấy nhé cái này bật con chi mình miên tiệt tệ mẹ tụ bây chỉ dương chi dương view source có ớt miên tiệt đại đó đấy mẹ ta bây giờ mình kim pa app root nâng mà bình kim view source mà bình ớt mượt khơi tiệt đại còn là thao vậy để dương khơi ấy cái miên app root mùi nè mẹ à vậy để vía chỉ nét design những app root nè mẹ chúng mà xin thì nhôm chọn cái mà nhôm từ cái nó không file in đây gì nè mà chọn lúc ấy có mình thử một pass in đây đấy này bây giờ chúng thử pass từ pass nó không app component dot html lục bìa cho lên miền thế đây tụ bây giờ nó không app root bao dương ban hai từ can html cái đó mình ta được sao từ dương lục bì mê với tới từ hai chúng côn gõ hai bì mê đang tới đấy chẳng bật côn vì hai bị mê đang tới mà mê lúc cho nói côn gọn miền ấy show thế này chẳng biết cắt chặt tục thả biết à lúc bắt off bị phản đây nâng ngay mỗi tiết nếu không nì bè nếu thế đang khơi miền bị tha ở ấy được trong bà hai cứ nhầm bà hai anh đi muốn của anh đi xong khán mô dù phải tới gì mô dù score mô dù bè chúng nó không component để miên nó không angular rồi gọi chỉ component để dùng bậc cao thay cái đó bè cứ dùng thử mà import ví dụ mà nó không module module cứ chỉ main cái cứ chỉ main class bậc bìa
cái na tại dương bậc cao class ấy thay bậc cao component ấy thay thử phép maybe tha cho miền component thay đầm bây giờ viết score đầm bây giờ may viết đắng bây giờ may viết đắng chúng mình thì họ nói nung app component dot html dot tn sorry cứ dot ts giờ nên khởi miền export class app component nếu không tab script này đó cái nó p để này nó cái bậc cao class này nghe mình trâm tại đặt keyword class bài này thế, person bạn này đó cái chọn ở class hàng cây, ai hay từ pra chỉ mua những class app component đang đái, so này đó cái pra keyword chúng ta export, cho mình đây tha, phải export chứng bản module viết đăng tha miền class chúng ta app component chúng ta nghe thử mọi import viết tam rồi dạ cần sub bài này toán đấy bé thằng này toán đấy bàn tay đời sau thì dân bậc ca project thay chân viết import ở dân đời automatically dân ở trăm bài install gì thế mà giờ trăm bài import thì đời sau bị bà hai dân chỉ sample muối hay chỉ tu tới app root này ở thử lúc cho rồi gọi thử pass viết y tế bạn experience một nhóm bia mình thấy chỉ thời ca lúc vi chân để cứ bị thấy tầm miên root bao nhiêu mũi này toàn ấy nè nó nhỉ bé chứng nè cái trăm ba cái mô dù này very important ớt dù mô dù nè đó nhỉ mình ai từ mục bàn tề riêng mỗi mỗi step by step chỉ dùm vô làm bí ở với tới chỉ mô dù hay mô dù pra nè chúng đang ưu tiêu hóa này nghe chúng đang bác nơi terminal là không VS Code này đoán nên khơi miên bị terminal chút lơ bị thả new terminal nè đoán như vay bị thả ng new ng g bị thả generate c bị thả component đại chung mua oi component ưu tiêu hóa thả homepage chút enter viên nâng art score chúng person bạn nè đó khi này để chua pa nhà hà năng tại nè đó cái thử thêm mấy là mấy phết biết đấy chúng trong đường bạc hà nhà đó khi này nè miền ở cả cho nó p để nè đó cái chụp error nè cái đường bàn khơi pi độ biếp này cà phê bọc không thì mỗi nè cái thử chua từ can dry d tại chấm pu nè đó cái để chụp error đôi khi không chế hết á nè đó cái error bạch phết ấy đây chua dry c chua pi tha ok user chữ pi chmuk khom đe chol tới bug extension ba sân chỉ miền extension na hin hai file cứ ở ban đê chữ view hay chol pi tha hidden item ni à na để hit cơ thử mà show đấy chứ như thử chol tới can app data hay dương thử chol mà can roaming ni hay dương thử chol tới khnong npm npm hay đây có npm admin npm khai chúng ai cho khó đứng xong đoán tiết roaming hay nhầm thầy cho một can npm npm sorry, hình như cái miền chậm tích, hình như cái miền ăn chi mà ăn roaming ăn pì âm và nhầm sống bật sân roaming ăn pì âm khách chỉ tu tới nơi không ăn vị ấm nâng vì miền bịa thả ăn vị ấm duplicate chân nhìn lục mùi cho tới việc bà đấy bàn tay bà sân dì viên chân nhìn thở một clear ăn vị ấm bà dương sân bé chân dương ai cho một nông VS Code dương quên dừng ai sửa pi đó ngò ai tha bán dừng bói pi ng s
Oh my, chẳng miền này tha nơi khnông ní cứ vì miền pha môi lẹ khnhóm. Khnhóm xóm vay cơ mà ní, hay khnhóm xóm cho tới part nâng. Bà chẳng cứ miền part nâng mến, bà chẳng khnhóm xóm vay vô biệt thầm anh vị ấm. Cứ miền anh chi mỗi chúng ta anh chi one. Khnhóm xóm mơ sân. Chúng ta mở detail mùi bia property anh chi miễn anh chi mùi nì P1 nì việp chi yếm 2 chôm nì nè nì thật lộp anh mùi cháu nì chúng ta bàn bạc nì extension nì anh chi dot ps1 nì lộp anh cháu tới bè đồ bị cho tới những ai sửa bia ba này sửa bay lên đi ba này đó đấy bật sinh viên này như miền pan hai cho mỗi VS Code đó nhưng gặp cái bật chơi mình nhưng trong bài nhạc như anh chỉ chỉ C generate C mình là component home page chương này anh đừng từ tu bao folder mỗi chúng ta home page nhớ không không đi thì tiếp bị load mà thế tụi bạn home page mới nâng nâng chân nâng nâng Angular admin chăm bài tử quý right click bắt cả file HTML JavaScript bè CSS Starship link Starship ấy đi vì generate ở dân import ở dân mà em bắt hai nè bè bè toàn ấy bè toàn nè toàn đi miền này nào toàn ấy mà đo cho nó nhấn còn đây là thư mà vượt cho ấy mà vượt lại với mấy vượt mình nhông ra cảm ơn sân bè chứ nè anh ấy ai khơi nhận nông ép mô dô đi bán ép mô dô đi nó bây giờ dân chân ở đây nó không bằng thầm mấy nhà anh ấy nâng từ tù bán home page component để bán chua gì port ai nè đọc nha ô tô mà tịch mình chăm bách chư cơ ba tê mình chăm bách bà rom mình chăm bách prui tha plic import mình chăm prui dây tê bè nó không nên sử dụng này để thầm mấy khi chưa chạy thà mở tới đồ dưỡng smoke smile vì mình file chẳng vì mình folder chẳng nhận hiệp có chìa mẹ rom thà thốn bỏ rết mùi viết xì mẹp nẹ đè beginning và đây bà xin chìa dương mơ dù dù tử viết canh tê structure can does add chieng ba sân chi jeung throb ta say away phseing phseing pi mon ma nea ni prakat che kit tha angular ku chi robos muoy da lo chompu nea nok khnia samrab nea nok khnia da ne chen ye ai khoeng ma ye ye security admin ba security mon security asrai leu nea ta say te ma pantai kon da tha framework pi ta framework vi chuoy prathich oy nea nok khnia tam latthaphiep bos vi vì sự vật tập hiệp chương để nhà tao như right click tờ xe khuôn anh bật cắt architect khuôn anh chúng chưa chạy tha nhà đây hiện code tiếng lai mình bật cắt tha tờ xe code tam bài security tờ xe code miền biệt biệt rồi và op tạm thời tại bên đó không đi kê hiệp op ở dân xa tờ hỏi mà bè không đi kê bật chôl op kê bật chôl ấy cho anh mà ở dân tờ hỏi chẳng dân xua lấy mà dân mình xua lấy ok ba chẳng miên chùm ngon ấy mà đo chuẩn nói ní mà ai xua bán miên ấy nhạc sinh đọc buôn member bây giờ nè mẹ miên này nè chứ ngon ấy mà xin thôi miên đi mẹ bỏ ai record video ba nhưng record đó bà ô đập buồn màn member sẽ bật lên mà xong sai đi hai bạn xong sai chọn một tập một giấy mà đây ớt bay hà tí ớt miên chùm ngon lấy thì ớt miên mình nói chung ớt trăm bác thử thật sai ế của lãi miên miên sẽ phía một bà mình chẳng phải tự say ấy sruol mà sruol very sruol mà bà nè đó nè chong miên ấy thử tự say ấy hot tiệt ở miên ấy thử hot đấy bà
còn để tha ở quay đây dùm khánh cô đã dùm khánh một phút bảo nè tạc ní nè đi thử thớ nè đi thử mơ project structure vi nè folder structure vi nè mình chăm bạch khóa là nốt mô dô nè bạch khóa lê nè đi nâng dô lô tôm tích nhập bên này nè đi thơ cho môi khóm hiện cho môi khóm còn nè đi nâng mô dô là xây kê app dot mô dô đó thì ai nì xây kê app dot mô dô đó thì ai nì xây kê mà mơ chân tay của ba này bó tôn của anh hai library này men library thì vì chỉ framework vì cái hạ thả framework mà bản thân như mình scroll ấy thả chia framework thì su Google bà. What is framework bị buồn được không ní cứ nhung bà hai nhà đọc nia bó xung mùi project nó lơ bát bát ọt toàn ở khóc nè ở đây ở khóc nè đây đôi khi bạn bật anh mình khóc nè bạn trong mấy đây là biết set up men đôi khi set up đôi khi còn là tha bởi nè tao khi phải make bởi sinh viên là na phải make nè thằng em biết download cho MSI thế nhỉ download vô download vô ấy kì vô dot pk nè p extension dot pkg nè pkg sorry nè download vô nè bây giờ nhìn nè 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 cái phong tập phẩm make xong download nè nè ok kì nhé vì download mà Windows scroll đi nè scroll tập make đi nè chân sách app đang tới cứ ban node chế anh kì ngay nhầy bây giờ ban node chế anh kì ngay nhưng máu mẹ mở chốt anh glassy line nè hay nếu không document kia ớt bởi chế ai nè ta khi đặt add version này mình thấy nhạc này nhung nhạc này hiện tam chống nhạc này thử thơ tam chống admin happy việc install ở đồng kia nè ok lấy nhung phèm đoàn tiết bè lấy nhung phèm đoàn tiết tại thiết bất nhung phèm chờ nó được không nắng tí mũi install node.js mình chắc ấy tp install node.js chơi nữa tp open cmd hai vay command đi npm install install dash g dash g mình đây là global add angular angular CLI mình add đây trong này oh add đó hay add x pal x và to máu command to create a project cứ ng new project name to này chân mình đã bay năng để và anh là ban này bà chẳng bà toàn hai miên chùm ngon lấy bà ọt miên chùm ngon lấy dân bà năng sinh chó ok đấy bà ọt con chá nè nọc ní xâm năng lò ọt con chá bà